cho tôi đi đâu vậy hai nữa kìa. Thôi hai đi đây, hai đi đón anh nha. Chút thì hai về, chút chơi con. Tuy gia đình của con rất là nhiều người, tôi chứ không phải mình gì hai nha Tuy. Anh cho Tuy ăn mà Tuy không chịu ăn. Tuy đòi gì hai, cho coi đòi gì hai kìa. Trời ơi, đòi gì hai, kiểu này gì hai. Gì hai tốn tiền rồi. Bám gì hai quá, gì hai phải tốn tiền mua đồ cho nó rồi. Trời ơi, nó khóc luôn kìa. Gì hai mới mua nguyên bộ đồ kịp rồi đó. Mới mua thêm đó. Trời ơi, nhõng nhẽo đòi gì hai kìa. Gia đình của Ti rất là đông, biết không Ti? Ba mẹ nè, bà ngoại nè, bà nội mới về nè, nhưng phải chỉ có dì hai chưa Ti. Trời ơi, đòi khóc trời ơi. Coi tiếp đi kìa. Bánh bèo. Đối tiếp đi, dì hai là mẹ của nó. Còn Will thì đơn giản lắm. Will sống hướng ngoại. Tiffany sống rất là tình cảm, tại vì tối là Tiffany ngủ với lại dì hai. Ở bên đây may may mở chung gia đình không mà chắc trầm cảm tự kỷ hết quá. Cũng có về luôn thiệt á. Đó. Qua bên đây mà ở gần gia đình hoặc là ở chung với gia đình mà vậy là sướng nhất. Trời chứ không là buồn chết luôn á nha mọi người. Trời con gặp gì hai nó cười nó mà nó cười lại rồi trời nó đòi nhảy theo rồi. Lát nữa đi chơi, ra công viên chơi rồi gặp dì hai lại nha. Gặp mẹ của Ti nha. Trời ơi. Mọi người thấy Tiffany sống tình cảm không? Có dì hai như mẹ vậy á. Còn mẹ kia đang đứng trộn bánh tráng trộn mà Tiffany có giống như không thèm vậy á. Mẹ đẻ giống mẹ nuôi. Dì hai là mẹ nuôi. Ủa nhưng mà mẹ đẻ con cũng cho con ăn một Ti. Không có sắp thì nói gì thôi chứ. Hai đứa nhóc này là phải tách nó ra à. Không có cho nó ngủ chung được, tại vì khi nó ngủ chung là đứa la là đứa kia cũng vậy theo. Tiffany là tối ngủ với lại dì hai hoặc là ngủ với bà ngoại, còn Will là ngủ với mẹ hoặc là ngủ với bà nội. Chung là phải tách hai em ra được á. Rồi, hôm nay nhà ghiền bánh tráng trộn, tự trộn tự ăn luôn nè, ghê không? Bánh tráng trộn Canada, có gì? Có bò khô, rau răm, mực nữa. Thiếu gan ha, thiếu gan ha. Để bữa sau đi chợ mua gan, đó, hấp dẫn không? Tiếp đây đang làm quen với bà ngoại rồi. Nó quen nhanh lắm, đề là do nãy có gì hai, nó đòi gì hai. Tại ngày thôi có người được à. Anh sợ mình nói chứ mà có ai chơi nó là ok. Thấy không? Giỏi ghê. Uống rồi con. Trời ơi, con cái đậu cắn. Will, ông Will đang cắn giỏ bà ngoại. Will đang thay đồ chuẩn bị đi ra công viên chơi. Trời ơi, trời ơi, trời giỏi quá. Tiffany vài bữa mười mấy tháng là biết ăn rồi, tự ăn nha, không ai đút đâu nha. Hai đứa phải tự ăn á. Tự lập đi chưa, mười mấy tháng là tự lập, tự ăn, tự uống đi á. Chứ không mà rảnh đâu mà đút hoài đi chưa. Mẹ đang... Mẹ em nhỏ cục da quá. Mẹ đang cầm hai cái đầu cái tay, có đèn pin. Tiffany sẽ ngồi đây chơi một chút rồi nhưng mà đi công viên chơi nè. Tiffany mới vừa thay đồ á. Quần này quần dài á nhưng mà giờ ngồi nên bị kéo lên á. Đây nhúng còn mà Tiffany mới lắc qua lắc lại. Đó, mà nhúng. Tiết kiệm sức lực hả Tiffany? Mới nói là nhúng liền. Có mặt Ti chứ. Đang chuẩn bị đồ ấm cho hai em. Nhiệt độ ngoài trời đang là 15 độ à, rất là mát luôn á. Mà phải bận đồ cho em cho chắc. Lỡ có gió hay là như thế nào đó. Tại vì trời nắng, mọi người thấy nắng không? Công viên đây là một công viên mới xây gần nhà mình, sát bên cái chợ Việt Nam luôn. Chợ Việt Nam ngay bên đây luôn. Mọi người thấy công viên
họ làm đúng nhanh luôn á. Cách đây mình thấy 1-2 tháng chưa xong gì hết, bây giờ coi như hình thành hết luôn rồi nè. Ở đây chuẩn bị đổ nước bắt cầu đi qua rồi nữa chứ, một đống trò chơi nít luôn. Chỗ kia có cầu đi qua, ngồi phía bên kia đang xây cái trò nít gì nữa kìa, quá trời rộng luôn, bãi cỏ xanh mượt luôn. Công nhận bên này họ thi công nhanh ghê luôn á. Tại vì cái chợ này là mình hay đi chợ Việt Nam. Bên này họ vẫn chưa làm xong nè. Đó, mọi người thấy không, cây cối vẫn còn ngổn ngang nè, nhưng mà đã hình thành rồi và có thể lại chơi những cái trò chơi con nít được rồi. Cái nhà nhỏ nhắn xinh xắn kia là nhà vệ sinh á. Đó. Đó, ở dưới này là đang hình thành nè. Chắc cũng bị không biết có đổ nước chạy vòng vòng không ta, đổ nước chảy không ta. Tí nữa mình coi, mình kiếm cái bản đồ thôi coi. Để coi ở đây họ sẽ xây những cái thứ gì. Gần nhà mình là xung quanh nhà mình là hơn chục cái công viên, hơn chục cái công viên như thế này nè. Thì có những chỗ công viên họ sẽ có trò này trò nọ, có sân tennis, có sân bóng rổ, bóng chuyền, tùy vào quy mô của cái công viên đó. Đó là xung quanh nhà mình là gần chục cái công viên như thế này. Rồi, em Tây đã lên ở xe rồi. Con này hơi gió nè. Đó. Ồ, những làm cầu là nhanh. Là làm thác nước này, à có cống kìa. Cống kìa, vậy là chỗ này sẽ là có nước nè. Wow, nhân tạo luôn. Nhân tạo tự dựng lên tự làm luôn. Không phải, cái này đâu phải cây quế. Không phải, cây bình thường, cây quế đâu mà lá bự như vậy. À đi vô đây đỡ gió hơn rồi nè. Vô đây đỡ gió hơn rồi nè. Wow, họ trồng cây nè, mọi người thấy không? Mấy cái cây nè, mấy cái gỗ mềm mềm nè, xong rồi có mấy cây nhỏ nhỏ nè. Mấy cây này vài bữa sẽ lớn lên rất là dễ thương. Wow, cái công nhận là họ thi công quá nhanh luôn á. Mấy lần trước đi chợ tầm 1-2 tháng trước chưa thấy gì hết mà bây giờ đã hình thành rồi. Quá đẹp. Đây là nhà vệ sinh nữ, phía bên đây là nhà vệ sinh nam. Tất cả các cái công viên đó, nó đều có nước cho mình uống hết, bấm nút thôi. Bấm nút uống thôi. À. Rồi nhà xin các em vô quay sợ cho mọi người xem nha. Rồi đó. Nhà vệ sinh tất cả là bằng inox hết đấy không? Ồ vô cảm ứng luôn. Vô cái tự động đèn bật sáng luôn. Quá dữ. Thì cái hệ thống cảm ứng này thì nó cũng đơn giản thôi, nó không có gì phức tạp. Nhà của mình cũng gắn với cái hệ thống cảm ứng này nè, nó vô là nó sáng lên, tất cả là bằng inox hết. Chỗ này là cái công viên nước nè, những trò chơi xịt nước á. Mà như hôm nay họ chưa bật hay là giờ chưa có ai chơi nên không bật hay sao đó. Nói chung công viên này đang trong quá trình hoàn thiện mà mình thấy quá đẹp rồi. Phía bên kia là những trò chơi leo trèo rồi nè, người thấy không, có cây cối leo trèo, có dây nhựa rồi. Rồi bây giờ sẽ cho hai đứa chơi hai trò, bây giờ sẽ cho hai đứa chơi mấy trò cơ bản. Lạnh quá thôi chơi chút xíu đi, công viên này như nó hơi thoáng là nó hơi gió. Cây lá vàng ở đỏ rồi nè. Wow, quá tuyệt vời luôn. Đây, nãy mình đậu xe chỗ này, sau mình đi đi qua cái cầu đây. Đây là công viên nước nè, Water Play nè, là cái chỗ này. Đó. Rồi bây giờ mình đang đứng ở đây, mình đang đứng ở xung quanh đây. Nó là họ sẽ làm cây cối như thế này. Rồi có chỗ picnic, có chỗ ăn uống, có chỗ chơi bóng chuyền, bóng rổ ở đây. Đó. Cái chỗ này là cái những cái trò chơi leo leo trèo nãy mình mới quay cho mọi người xem đó. Đó là phía bên này. Đó. Wow. Nói chung cái công viên này thế mạnh của nó là về picnic. Picnic. Quá đẹp. Mấy anh này đang lại làm việc nè. Tất cả công viên này là lấy tiền thuế của dân ra làm.
vô đây chơi thoải mái, không có đóng thêm một cái phí gì nữa hết. Sân tennis, sân đá banh, sân bóng rổ, bóng chuyền, bóng bầu dục hay gì cũng vậy. Tất cả ở đây là tiện ích công cộng, cộng đồng. Không phải đóng thêm tiền gì hết. Đóng thuế là quá đủ rồi. Hôm nay công viên ở đây hơi gió, thành ra là bế hai em đi một vòng chơi thôi. Để đi qua công viên khác chơi tiếp. Công viên này có vẻ trống trải nên hơi gió. Nó đang làm mà, đang trong giai đoạn hoàn thiện mà. Will Will lạnh không? Vui không? Vui hả? Vui không? Em xúc vậy? Không, em chậm anh mạnh đó. Không được. Cái thằng con trai như nó buồn, nó không cảm xúc. Chưa. Đi rồi rồi, chơi khác này. Có gì con. Một người ngồi thôi. Đây nè, tay bỏ tay lên nha, bỏ tay lên. Bỏ tay lên. Đúng rồi thôi. Rồi, nhúng. Thẳng chân lên cho Tiên ngồi thẳng lại. Tiên ngồi thẳng lại xem sẽ xẹo vậy. Vui quá. Đi đi đi. Đi đi ơi. Cười á dạ. Cười đó. Trời ơi, giờ khác, giờ khác. Will nè. Will trò này chưa đủ đôi với Will luôn sao vậy? Ơi, thôi, nắm chặt quá, đi ra cho khác chơi. Bỏ đi nè. Để ta ra. Chạy gì đây? Chạy luôn. Chạy đi. Ra công viên gió quá, đi vô lại vô mò dạo vòng chơi. Ti đã bỏ mũ ra rồi. Bắt đầu qua. Rồi. Này gió quá hai đứa ha. Gió quá. Thì San Francisco á, ở California á, cái chỗ mà mình ở từng 5 năm rồi đó, là nhiệt độ của nó lúc nào cũng khoảng từ 10 tới 20 độ thôi. Thật sự là cái nhiệt độ nó không có lạnh. Nhưng mà ở San Francisco nó gió kinh khủng lắm. Tại vì San Francisco là nó nằm ở trên cao mà, giống như Đà Lạt vậy đó. Thì cái chỗ hồi nãy á, là do cái cây ở giữa những cái công viên đó nó không có. Xung quanh nó thì nó có, nhưng mà ở ngay giữa công viên á, nó giống như là một đất trống vậy á. Thì phải đợi nửa năm, năm nữa mấy cái cây đó nó lớn lên á, thì có thể đỡ gió hơn. Có nhiều bạn hỏi mình là quay mấy clip này bằng cái gì, thì mình nói mình quay bằng Galaxy S8 Plus, là bây giờ nó ra S9 lại Note 9 đó rồi, nhưng mà mình vẫn thấy điện thoại này ok đó. Mọi người nhìn vô gương đi, mọi người thấy không, mình đang cầm cái điện thoại nè. Cái này không phải là iPhone, cái này là Galaxy, mình quay bằng Samsung. Thì hồi trước là mình có xài Apple, nhưng sau đó là mình về Việt Nam á, tại vì mình phải xài hai sim nên thành ra là mình chuyển qua mình xài Samsung, tại vì mình có hai sim. Thì đợt này á, là iPhone XS nó đã ra cái hai sim rồi. Để mình lên mình coi thử coi nó có ok không. Nhưng mà hai sim như nó chỉ bán ở thị trường châu Á thôi.
Tất cả những cái thước hình này là mình quay bằng Samsung S8 Plus hết. Bây giờ ra S9 là Note 9 luôn rồi. Nhưng mà chắc lẽ mình chưa đổi điện thoại đâu. Là mình thấy cái điện thoại này vẫn xài được ok, không vấn đề gì phải đổi thời điểm này. Giờ vô coi iPhone XS. Đây là XS Max là đó. XS Max. Cái đô này là đô ca nha. Cái đô này là đô ca, mình đang ở Canada. Thì 1.300 mấy đô ca mới là 1.000 đô Mỹ. Đó. iPhone XS mới nè, Max. Khá đẹp ha, cũng khá là vừa tay. Ngon lành ha. Bây giờ thử cái website của mình coi. You put the numbers in, hit go, you're good. And that 50 gig, that's quite a bit, eh? Yeah, so... It charges every month? It's $1.29 a month, yeah. QuangLeTV.com. Every time you take a photo, anytime... Đó, thẳng vô Apple quảng cáo của website liền nha. Yeah. So it keeps everything back there. Dịch vụ chuyên gia làm visit, visa du lịch Mỹ, du lịch Canada và chia sẻ cuộc sống Mỹ, cuộc sống Canada. Trong đó cũng có dịch vụ hỗ trợ dành cho người nước ngoài mua nhà dự án tại thành phố Vancouver, BC và tỉnh bang BC đó, đất nước Canada. Đó, thấy kìa. Đó, ngồi chia sẻ ra cuộc sống thì cái bạn QuangLeTV này vẫn làm thêm những cái chia sẻ cách thức kiếm tiền ở bên Mỹ lại Canada, cách thức tiết kiệm được tiền cũng như kiếm được tiền. Đó, mua vé máy bay nè, tự mua vừa rẻ hơn được cashback nữa. À, website của bạn này là coi được trên laptop cũng như coi được trên điện thoại luôn, iPad luôn. Đây là các cái cách thức mà thuê nhà homestay được 45 đô ca hoặc là 35 đô Mỹ. Các bạn này nó cũng chia sẻ cách thức làm sao để dùng cái nhà của mình hoặc là dùng khách sạn cho thuê. Thuê khách sạn hay làm khách sạn. Ngoài ra thì bạn nó cũng chia sẻ các cách thức làm thẻ tín dụng nữa. Đó, apply thì discover là được 50 đô. Là cái người apply được nha, chứ không phải mình được nha. Rồi apply cái thẻ này á, xài 500 đô trong vòng 3 tháng là được 150 đô nè. Rồi apply thẻ American Express, xài 1.000 đô trong vòng 3 tháng là được 200 đô nè. Mấy cái thẻ này là nó cover luôn bảo hiểm xe, bảo hiểm máy bay luôn á. Cái thẻ này á, là được 1.5% cashback, là cứ mua 1.000 đô là được 15 đô cashback. Chưa tính những cashback, web cashback các kiểu. Đó, web cashback đây nè. Đó, rồi các bạn này cũng có chia sẻ cách thức xài web cashback nè, nó rất là rõ ràng. Nói chung là cái iPhone XS này hiển thị của website của bạn này khá là ok. Bây giờ mình vô YouTube đi. YouTube.com. Đó, ngoài ra bạn này cũng có một cái trang là YouTube.com. Quang. Rồi, YouTube trong cơm gạch QuangLeTV. Đó, bạn này ngồi cái kênh website riêng, bạn đó có một cái kênh YouTube. Lấy địa chỉ riêng nha, YouTube trong cơm sẹt QuangLeTV đàng hoàng nha. Đó, chia sẻ kinh nghiệm sống ở Mỹ nè, chia sẻ kinh nghiệm du học nè, chia sẻ kinh nghiệm mua nhà ở Mỹ với Canada nè, chia sẻ cách thức kiếm tiền như là ship hàng Mỹ nè, rồi đầu tư bất động sản, chia sẻ thêm về cuộc sống Mỹ, cuộc sống Canada. Rồi ngoài ra còn có chia sẻ những cái hành trình đi chơi, đi ăn, đi uống của bạn đó nữa. Rồi, giờ để luôn cái website này luôn ở đây, quảng sẵn quảng cáo luôn, phát ra thôi. Quá dữ luôn, vô coi iPhone sẵn quảng cáo website mình luôn. Con này mới giữ nè, iMac Pro nè. Mà con này cũng chưa giữ. Con này mới giữ nè. Cục này mới giữ nè. Cục này bao nhiêu tiền đây? Cục này 3.500, 3.500 đô ca. Không, 3.500 như vẫn rẻ hơn, vẫn rẻ hơn Mac Pro. Trước mình cũng có xài Apple Watch. Mà sau đó mình chuyển qua Samsung thì mình bán con Apple Watch của mình luôn. Nói chung là theo cá nhân mình thấy á, là Samsung á, quay phim đẹp hơn, nét hơn iPhone. Nó theo cá nhân mình thôi.
Và lâu nay mình cũng chưa xài lại iPhone, mà đợt trước khi mà mình xài iPhone đời cũ á thì mình thấy mấy con Samsung này á nó quay sắc nét hơn. Như bà xã mình là xài iPhone, còn mình là mình xài iPad, MacBook Pro với lại điện thoại Samsung. Nói chung là mình vừa xài Apple vừa xài Samsung. Mình không có cuồng một thằng nào hết. Để có dịp là mình quay lại iPhone mình xài thử. Phía trong kia là các nhân viên họ đang sửa hỗ trợ những cái người dùng. Còn ngoài này là trưng bày sản phẩm. MacBook Pro. Con này rẻ dễ sợ. 3.200 đô ca à. Dễ mang thiệt. Ghê không? Vô coi Apple sẵn quảng cáo luôn cái channel không? Bạn nào anh chị nào mà muốn coi hết tất cả các clip của mình á thì vô youtube.com / Quang Lê TV hoặc là vô quanglê.tv.com sẽ thấy hết tất cả các clip của mình làm. Đó. Mình chuyên gia chia sẻ về du học, du lịch, đầu tư định cư, cuộc sống Mỹ là cuộc sống Canada. Đó. Mình có phân ra rất là rõ ràng về những cái video của mình. Đó, nó có số thứ tự đàng hoàng. Clip này là 140 nè. Clip này là chuyên về những bạn nào đi du học lại, xuất khẩu động ở lại thì coi. Ở phía bên này mình cũng tạo những cái playlist rất là rõ ràng. Đó, về nghề ship hàng Mỹ nè, về du lịch, về cách xài thẻ tín dụng, về cuộc sống, về cách thức mua nhà và vài cái nghề kiếm tiền ở Mỹ, Canada mà mình đang làm, mình chia sẻ với mọi người nè. Đó. Rất là rõ. Đó, sẵn tiện cái clip này mình chia sẻ cách hướng dẫn sử dụng những anh chị nào á, tại vì thấy anh chị này có nhiều người á, mình nói là coi clip 136, clip 140 á, mà các anh chị này không có biết cách search á. Đó, thì một là vô youtube.com / Quang Lê TV xong rồi coi những cái số, còn không có một cách khác nữa là anh chị chỉ cần search Quang Lê. Đó, TV nằm thứ ba nè, Quang Lê TV 136 136 đó là sẽ ra clip. Và cái clip này là mình chia sẻ gần như là đầy đủ nhất về các con đường định cư Canada. Đó. Đó, ví dụ như các bạn muốn biết về du học thì bạn đi Quang Lê TV du học. Đó, là nó sẽ ra tất cả các clip du học của mình. Mình đánh dấu rất là rõ ràng số 1 nè, số 7 rồi nè, đó, số 4, số 5 rồi nè, nó rất là rõ ràng. Còn nếu như mà muốn coi nguyên cái playlist du học của mình á thì cứ vô Quang Lê TV, vô playlist, vô phần du học định cư Canada nè. Đó, mình làm rất là đầy đủ, rất là rõ ràng để cho các bạn, các anh chị mà đi sâu á, muốn tìm hiểu á thì có thể xem được. Đó. Rồi, giờ chơi lầy luôn, để nguyên cái website như thế này luôn. Rồi, bấm nút này chìm xuống. Tí nữa ai bật website Safari lên là thấy website của mình luôn. Bây giờ để mình bật lại đó cho mọi người xem thử là mình đang xài điện thoại gì quay nè, tại vì có cái anh này anh vẫn không tin là mình cầm Samsung S8 mình quay. Thật sự là những cái thước phim của mình quay rất là nghiệp dư, không có gì chuyên nghiệp hết đó. Nhưng mà bản thân mình không thích cầm những cái máy bự. Mình đã từng mua những máy bự mình chụp hình rồi, mình biết cách chụp máy cơ đó. Mà mình lười, cái tính mình nó rất là lười. Mình làm cái gì phải đơn giản nhất có thể. Đó, mọi người thấy không? Camera của Samsung nè. Đó, đây là máy Samsung nè. Ha, mọi người thấy rồi không? Đó, mình quay hoàn toàn tất cả các thước phim của mình đó. Hồi trước là mình quay bằng S7, xong còn bây giờ là mình quay bằng S8 Plus. Mình đang khá hài lòng về cái camera của thằng này, thành ra mình sẽ không có, mình nghĩ là mình không có đổi phone. Camera sau của thằng S8 này á, là mình thấy nó khá đẹp, nó có chất lượng 4K luôn á, nhưng mà mình chỉ quay 1080 thôi, tại vì quay 4K á, một phần là chất lượng nó quá rõ và nó thực sự nó chưa cần thiết. Mình chỉ làm mấy cái vlog cơ bản như thế này thì mình không cần phải quay 4K. Còn camera trước của nó thì màn hình mọi người thấy không, cũng tạm chấp nhận được, nó không có rõ như camera phía sau. Camera phía trước á, nó cũng có chất lượng 2K luôn á, nhưng mà mình chỉ quay 1080 thôi, chỉ Full HD thôi. Camera phía sau cũng vậy, nhưng mà camera phía sau á, nó hình nó rõ hơn, màu sắc nó đẹp hơn. Sự để mà làm vlog và làm YouTube được á thì theo mình thấy là cầm cái phone hiện tại đang có mà làm thôi, đó là đơn giản nhất.
Tại vì cái phone này lúc nào cũng đi theo với mình hết đúng không? Mình cứ thấy cái nào hay, thấy cái nào được là mình lấy mình quay thôi. Mình không cần phải cầm những cái máy móc quá bự và phải đầu tư lên quá nhiều. Đó, mình đang cầm một cái con điện thoại của mình bình thường, con S8 Plus. Mình quay, mình nói chuyện với mọi người, mình làm clip. Vẫn đem lại những hình ảnh chân thật cơ bản nhất có thể. Có thể là nó sẽ không đẹp bằng những bạn mà dùng máy cơ á. Nhưng mà bản tính mình á, mình làm cái gì mình cũng phải cố gắng nó đơn giản nhất có thể và phải hiệu quả nhất. Nên thành ra là mình nghĩ là cho dù mình làm sau này mà mình làm cái kênh mình nó phát triển mà nhiều người xem á, mình nghĩ rằng mình vẫn quay bằng điện thoại thôi. Có thể mình sẽ nâng cấp lên S9 hoặc lúc đó ra S10, S11, mình sẽ nâng cấp lên những điện thoại đó thôi, chứ mình không có mua một máy bự. Tại vì cầm rất là nặng, và phải cầm theo pin của nó này nọ nữa. Mình chỉ cần cầm đúng cái điện thoại mình đang xài đó, đi đâu được là rút ra quay thôi, rất là đơn giản. Bánh này dành cho mấy tháng? 12 tháng hả? Thôi em 10 tháng rồi. Này coi anh ăn nè, anh cắn nè. Đó anh cắn đứt liền không? Anh cái răng mà. Dạ ăn hay chơi? Làm thứ chứ? Thôi ăn chơi ra chơi. Ăn chứ đi. Nhỏ à, tiếp đi em gì nè. Đó, ăn không? Tiếp đi cắn được không con? Có răng, cũng có 4 cái răng rồi đó. Ngon là. Ờ, tiếp này cũng có 4 răng rồi, ăn gõ nữa chứ. Bàn này cũng dơ lắm nè. Ồ, đụng cái bóp bể luôn rồi. Trời ơi, không có tưởng tượng nổi. Sau này nó lớn lên nó biết đi, nó mới chạy, nó quậy, nó biết giữ cái sao nữa. Mua cái xích nó xích như vậy nè. Giống như trên mạng nó bán cái xích, tiếp cái tay không. Mua xích nó xích cái tay vô chân nó. Mua xích xích tay vô chân nó. Đó, rồi gọi một đống món ra. Cơm đồ ăn chung, ăn chung cho vui. Ăn cái cửa cơm gia đình luôn á. Tiếp mì ăn đồ ăn của nó. Nãy giờ ăn ké ăn mớ cơm, giờ bắt đầu qua ăn mì bò nè. Quá trời thịt. Rất hoài làm rất hoài à. Sao nó cầm mấy cái hộp, mấy cái thùng cũng tay trái ta? Có thể thằng này là thùng tay trái á. Chúng Will. Thằng Will thằng tay trái đúng không? Nó chặt mỏ rồi đi. Bữa mới chỉ nó chặt mỏ vậy, biết chặt mỏ rồi nè. Ồ, chép miệng hả? Chép miệng lộn thằng chặt mỏ hả? Ồ, chắc lưỡi rồi. Chặt mỏ. Will chơi chặt mỏ vậy Will. Giờ tiếp đi. Tiếp đi vừa ngậm tí vừa xé giấy kìa. Chưa ăn thử coi. Nó quậy. Tí nữa là phải tiếp rồi, tiếp nhiều cho mấy người dọn bàn rồi. Đứa quậy quá mà người ta dọn bàn nhiều là mình phải tiếp cho người ta rồi. Đó, có nó quậy nè. Rớt này rớt nọ, rớt hộp, rớt thùng, rớt tiếp nữa. Thôi, muốn chơi đã chơi ba ăn à. Ăn tô mì hấp dẫn rồi đó. Nè Will. Bởi vì đọc trên mạng mới có nhiều phụ nữ trầm cảm sau sinh á. Nhiều người tự kỷ nguyên sinh luôn á. Đó là người ta để một đứa. Mà may là đây có dì, có bà rồi qua. Đúng Will. Tháng đầu tiên cũng tới tối. Tháng đầu tiên cũng là chật vật luôn á. Không biết làm gì với hai nhỏ luôn á. Để đẻ ra có 2 kg mấy nữa chứ. Coi giờ coi mặt á nè. Đó. Will lúc đẻ ra chỉ 2 kg thôi. Giờ Will mấy ký Will? 10 kg rưỡi. Will 10 kg rưỡi. Đó. Lúc mà đẻ ra mấy đứa nhỏ nó khóc biết à. Nó không hiểu bà gì đâu, kêu nín sao nín được. Bây giờ nó còn chưa hiểu nè. Thích là khóc, thích là cười. Khi mà đẻ con ra rồi mới hiểu được. Hiểu được cái ba mẹ hồi xưa chăm sóc mình như thế nào. Quá cực. Ra thay đồ như một đứa nít luôn. Đồ này dành cho mấy đứa nít nè. Đứa nít ngủ nè. Chu cha, mình mẹ nó vô thay đồ không nổi, ba nó phải vô. Giữ tay giữ chân nó. Ai. Đồ ra rồi nó giật nó quậy nữa đây. Thôi ra hư đồ ta, ta bắt đền á. Bây giờ mọi người thấy không? Hai đứa nó quậy chưa?